Mảnh ghép tiếp theo cập nhật đến quý vị thông tin về việc đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu EC đến làm việc về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU tại Việt Nam. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, dự kiến trong 2 ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2019, đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu EC sẽ đến làm việc với tỉnh Kiên Giang về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Hiện nay, tỉnh đã hoàn tất các nội dung làm việc với đoàn thanh tra EC về vấn đề này với mong muốn góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Kiên Giang hiện đã hoàn thành nội dung báo cáo về tình hình thực hiện luật thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về EU. Theo đó, tất cả dữ liệu hồ sơ tàu cá của tỉnh trên phần mềm được Chi cục Thủy sản Kiên Giang xử lý toàn bộ, cập nhật ghi chép với tàu về ranh giới hành trình, thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Tất cả các cái dữ liệu, cái hồ sơ của trên phần mềm thì tất cả các nhân viên của Chi cục đã trực xử lý là làm khắc phục toàn bộ hồ sơ trong sổ sách từ ghi chép cái tàu là vượt ranh giới hay là tắt thiết bị hành trình. Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An là điểm mà đoàn thanh tra EC đến kiểm tra quy trình. Quan sát hoạt động của cảng, ống kính phóng viên ghi nhận cảng cá đã cơ bản hoàn thành các phần việc cuối cùng về chuyên môn nghiệp vụ. Công an cũng như Ủy ban nhân dân huyện là phối hợp với cảng cá để thực hiện cái sắp xếp ổn định cả tàu xe. Nó trật tự rồi ba xe quá đắt quá xả thải đó thì phải xử lý để đưa cái rồi cái công tác vệ sinh môi trường đó, đưa nó vào ổn định nền nếp. Nghề cá có trách nhiệm và nghề cá hiện đại, làm sao chúng ta vừa là bảo vệ được cái nguồn lợi thủy sản của mình bảo tồn, mình giữ được cái nguồn lợi thủy sản và đồng thời đó là mình cũng khắc phục được cái thẻ vàng Liên minh châu Âu. Mình đây vừa là khắc phục cái trước mắt, đồng thời để tạo cái nề nếp cho mình thực hiện lâu dài để đảm bảo đúng cái quy định của pháp luật luật thủy sản, các cái nghị định hướng dẫn và đặc biệt là nghị định 42. Theo thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý Cảng cá, Bến cá xây dựng kịch bản và chuẩn bị xong những nội dung cần thiết để làm việc với đoàn thanh tra EC.